cô gái này đang đi giữa đường. Một anh mập đột nhiên nói cho cô biết, hãy mau xxx với anh ta, nếu không thế giới này sẽ bị hủy diệt. Cô gái không dám tin quay đầu lại, chúng ta còn kịp giờ vào khách sạn không? Hay là cần làm ngay ở đây? Ngay giây sau cả hai đã đến khách sạn, không kịp đợi mà lao vào nhau giải cứu thế giới. Đây chính là bộ phim tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỳ này. Giá trị của lời nói dối. Nam chính mắc của chúng ta, sống trong một thế giới không có nói dối. Hôm đó anh và Anna có một cuộc hẹn, phục vụ vừa mở miệng đã nói với Anna, tôi thấy cô là một sự uy hiếp đấy. Cả người rót rượu cũng nói thẳng, tôi đã uống trộm một ngụm, ăn được nửa buổi. Anna nhận được điện thoại của mẹ, mặc kệ mắc còn ngồi đó, cô đã nói, phải vừa mập vừa xấu lại còn có mũi củ tỏi. Nhưng nói chuyện rất hài hước, mắc mặt ngoài vẫn cười tươi nhưng trong lòng đã chửi cha mắng mẹ. May mà Anna có ấn tượng khá tốt với anh, trước khi đi còn tặng anh một cái hôn, nói sẽ liên lạc lại với anh. Nhưng đến ngày hôm sau, mắc đến công ty đã bị sếp báo cho hay, kịch bản anh viết quá tệ hại, ngày mai không cần đi làm nữa. Không chỉ vậy Anna còn gửi mail đến, tuy tôi khá thích anh, nhưng anh vừa mập vừa xấu, không xứng với tôi nên là bye bye nhé. Trước khi đi đồng nghiệp còn ném đá xuống giếng. Đúng rồi, chuyện anh bị đuổi là do tôi làm đấy. Tôi cố ý chỉnh anh đó, anh làm gì được tôi chứ. Về đến nhà lại gặp chủ nhà đòi tiền. Giá thuê nhà là 800 mà mắc chỉ mới đóng 300. Sự nghiệp tình yêu đều gặp thất bại. Cuộc đời có thể nói là rớt xuống đáy vực. Anh lại đến ngân hàng, muốn rút 300 đô còn lại ra. Không ngờ chương trình gặp sự cố, nhân viên không thể xem được số dư của anh. Bèn nói anh đọc số dư của mình ra cô sẽ rút cho anh. Lúc này, hai mạch nhâm đốc của mắc như được đả thông, mở miệng nói mình rút 800 đô. Nhân viên không chút nghi ngờ, trực tiếp rút 800 đô ra đưa cho anh. Mắc kiếm được tiền mà không phí chút công sức nào. Anh vô cùng ngạc nhiên, quay trở về trả tiền nhà, rồi không kịp đợi, báo tin tốt này cho bạn thân Greg của mình biết. Nhưng Greg không tin lắm, vì chứng minh lời mình nói. Mắc quyết định tìm một cô gái xinh đẹp lên giường với mình, vì vậy đã xảy ra cảnh đầu video chúng ta thấy. May mà Mắc vẫn còn lý trí, không làm gì quá đáng với cô gái cả. Tiếp đó anh và Greg vào sòng bạc, muốn vớt một cú to. Người đàn ông này dẫn bạn mình vào sòng bạc, không chỉ quang minh chính đại gian lận, mà còn đứng trước mắt quay thưởng, nói mình trúng được giải thưởng lớn nhất, nhưng cái máy bị hỏng rồi, yêu cầu quản lý trả tiền cho mình. Quản lý không hề nghi ngờ, trực tiếp đưa tiền cho Mắc. Cứ thế cả hai dễ dàng kiếm được 1 triệu đô. Bình thường trừ việc kiếm tiền, Mắc cũng sẽ nói vài lời nói dối thiện ý. Gặp được anh hàng xóm mập mạp có ý định tự sát, anh bèn khen anh ta rất đẹp trai. Gặp được người đàn ông vô gia cư, anh dẫn ông ta vào ngân hàng rút tiền. Thấy đôi tình nhân cãi nhau, bèn nói họ yêu nhau thế nào rồi khuyên họ nên làm hòa. Trừ việc này ra, anh không chỉ thành công hẹn được Anna, còn viết một kịch bản vô cùng khó tin, làm đồng nghiệp của mình bẽ mặt một trận. Nhưng dù là vậy, Anna vẫn nói thẳng nói thật, tôi thích anh, tôi tin anh là một người chồng người cha tốt, nhưng anh thật sự quá xấu, không muốn con mình sinh ra cũng như anh. Mắc rất tuyệt vọng. Lúc này bác sĩ gọi điện đến, nói mẹ anh bị bệnh nặng. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện, mẹ anh nằm trên giường bệnh sợ hãi cái chết sắp đến. Vì an ủi mẹ, Mắc lại nói dối, anh nói con người sau khi chết đều sẽ lên thiên đường, ở đó có nhà cao cửa rộng, xe sang, tất cả người thân đều sẽ ở bên bà không phải sợ cô đơn. Mẹ nghe anh an ủi vậy thì bật cười, rồi nhắm hai mắt lại, chỉ để dàn bác sĩ y tá đằng sau đầy mặt kinh ngạc. Anna chi kỳ làm bạn, cùng anh vượt qua một đêm khó khăn. Nhưng hôm sau Mắc nhận ra, công ty của mình bị bao vây chật như nêm cối. Hóa ra người của bệnh viện đã loan truyền lời anh nói ra ngoài. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về thiên đường, nên chạy đến hỏi Mắc. Cả Anna cũng hiếu kỳ hỏi anh chuyện trên thiên đường. Mắc hết cách chỉ đành nói cho họ biết, con người chỉ có khi làm chuyện tốt lúc còn sống, thì khi chết rồi mới được lên thiên đường. Ở nhà sang đi xe sang, nếu làm chuyện xấu, chết rồi sẽ xuống địa ngục. Những lời anh nói nhanh chóng xuất hiện trên bản tin. Những kịch bản anh từng viết cũng trở thành những bộ phim nổi tiếng nhất thế giới. Mọi người đều tin tưởng anh vô cùng. Mắc vừa có tiền vừa có tiếng, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Dù là vậy, Anna vẫn không cách nào chịu đựng được dung mạo của anh. Cô quyết định hẹn hò với anh chàng đeo mắt kính đẹp trai. Nhìn Anna và tình nhân ân ái, Mắc đương nhiên ghen tị vô cùng. Cho dù chiếm được cả thế giới, anh cũng không có được Anna. Nhưng Anna nhanh chóng phát hiện, anh chàng này khác hẳn với Mắc. Anh ta không thích cô, mà chỉ mơ ước dung mạo của cô. Còn liên tục ở trước mặt cô chê bôi Mắc, mất đi Anna, Mắc trở nên buồn bã không vui, cả ngày nằm dài uống rượu, chẳng bao lâu đã biến thành một gã tóc tai rối bời. Lúc này Anna tìm đến cửa, nói mình muốn kết hôn, mời anh đến tham gia hôn lễ. Thật ra cô không hề yêu anh chàng kia, cô ở bên anh ta chỉ vì ngoại hình cả hai tương xứng. Mắc muốn cô hồi tâm chuyển ý, nhưng Anna lại nói, cô không muốn con mình là một người có mũi tỏi như Mắc. Ngay Anna kết hôn, Mắc cạo râu cắt tóc, ăn mặc lịch thiệp đến buổi lễ. Vì chuyện thiên đường anh nói, nên giờ cả trong nhà thờ cũng có hình của anh. Ngay lúc cha xứ tuyên thệ, Mắc lên tiếng ngắt ngang nghi thức, anh muốn thử tranh thủ người mình yêu lần cuối. Anna cũng một lần nữa vân vân giữa hai người đàn ông, cô muốn để Mắc vạn năng nói cho mình biết đáp án. Nhưng Mắc lại không muốn nói dối, nên nói sự thật về chuyện của mẹ mình cho cô biết, rằng những chuyện về thiên đường anh nói đều chỉ là lừa dối. Anna tỏ ra rất ngạc nhiên,
hỏi anh tại sao không lừa mình nữa. Mark mới nói, là vì những thứ đó không phải thật. Nhìn gương mặt chân thành của anh, cuối cùng Anna cũng biết mình muốn gì. Cô muốn một đứa con có cái mũi tỏi như Mark. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đến cuối phim, Mark không còn là người duy nhất biết nói dối. Giờ người nói dối đã có thêm con anh. Một nhà ba, chính xác mà nói, là một nhà bốn người sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Có đôi lúc lời nói dối thiện ý có thể an ủi tâm hồn con người. Có đôi lúc, chỉ có chân thực mới có thể chạm đến trái tim. Được rồi, video kỳ này đến đây là hết. Tôi là Review Chất, thích thì nhớ follow tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.